15 sự thật về Nhật Bản, quán cà phê hầu gái kỳ lạ, những góc khuất của đất nước văn minh. Lâu nay, Nhật Bản được biết đến là một quốc gia của những kỳ tích ở châu Á và trên thế giới. Người Nhật có quyền tự hào về một đất nước mặt trời mọc, nơi luôn phải chịu sự tàn phá của những trận động đất kinh hoàng hay sự vắng thiếu của tài nguyên thiên nhiên. Về một đất nước nổi tiếng về tính kỷ luật, nề nếp của những con người cần cù, chịu thương chịu khó đã thành công trong việc đưa một nước bại trận trong Thế chiến thứ hai trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, tương tự như nhiều nước lớn trên thế giới, trái ngược với cuộc sống sôi động và hào nhoáng trên những khu phố sầm uất ở Nhật Bản là những góc khuất mà chính phủ nước này chẳng bao giờ muốn tiết lộ ra ngoài. Từ cuộc sống của những trai bao hạng sang, thu nhập tiền tỷ cho tới những mô hình kinh doanh thể xác, tất cả đều được quốc gia này gói kín như bưng, không công khai cho bất cứ ai. Vậy nên, trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng lột trần 15 sự thật cực sốc mà Nhật Bản đã giấu kín bấy lâu nay. Hãy cùng theo dõi để xem những bí mật này có khiến các bạn phải há hốc mồm ngạc nhiên hay không nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về đất nước. Nhật Bản có tổng diện tích là 379.954 km2, nằm ở phía đông của châu Á, phía tây Thái Bình Dương là một đảo quốc, nên xung quanh đất nước bốn bề là biển. Về mặt địa lý, lãnh thổ Nhật Bản có 3.900 đảo nhỏ, trong đó bốn đảo chính là Honshu, Hokkaido, Kyushu và Shikoku, chủ yếu là rừng núi chiếm khoảng 97% tổng diện tích. Đất nước nằm bên rìa phía đông của Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc và trải từ biển Okhotsk ở phía bắc xuống biển Hoa Đông và đảo Đài Loan ở phía nam. Nhật Bản có 47 tỉnh, mỗi tỉnh có hàng chục thị trấn và thành phố khác nhau. Trong đó có 10 thành phố lớn mạnh nhất là Tokyo, Hiroshima, Kyoto, Sapporo, Naha, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Yokohama và Nikko. Dân số Nhật Bản ước tính là 126,9 triệu người, đứng thứ 10 trên thế giới. Thủ đô Tokyo bao gồm thủ đô và một vài tỉnh xung quanh là vùng đô thị lớn nhất thế giới với hơn 35 triệu dân sinh sống và cũng là thành phố đông dân thứ 8 trong khối OECD. Có nền kinh tế đô thị phát triển nhất hành tinh, Nhật Bản còn được gọi là đất nước phù tang hay đất nước mặt trời mọc. Theo truyền thuyết cổ phương Đông, cây dâu rỗng lòng gọi là phù tang hoặc khổng tang, là nơi thần mặt trời nghỉ ngơi trước khi tiếp tục du hành qua bầu trời từ đông sang tây. Vì vậy, phù tang có hàm ý văn chương chỉ nơi mặt trời mọc. Đất nước Nhật Bản thuộc vùng khí hậu ôn đới có bốn mùa rõ rệt, nhưng mỗi vùng lại có khí hậu khác nhau dọc theo chiều dài đất nước. Về mặt địa hình, Nhật Bản có rất nhiều núi lửa với khoảng 6.852 đảo và 186 núi lửa còn hoạt động. Trong đó, núi cao nhất là núi Phú Sĩ, có chiều cao 3.776m. Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của đất nước mặt trời mọc. Nơi thấp nhất của Nhật Bản là Hachinohe Mine, sâu 160m do nhân tạo, và hồ Hachirokata, sâu 4m. Người Nhật được ca ngợi về tinh thần bất khuất, trọng đạo nghĩa, lòng yêu nước và sự đồng lòng vì lợi ích chung. Cùng với nhau, họ làm nên những điều thần kỳ, thể hiện qua cách họ quật khởi sau đệ nhị thế chiến, cách họ khôi phục Hiroshima và Nagasaki, cách họ đối phó với thiên tai động đất triền miên, cách họ tương trợ lẫn nhau và xây lại đất nước sau thảm họa sóng thần 2011, hay gần đây nhất như cách họ ứng xử với Trung Quốc khi hai nước xảy ra tranh chấp. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt, mỗi xã hội đều có những góc khuất. Vậy đằng sau sự phát triển thần kỳ đó là gì? 1. Người Nhật luôn sống trong trầm cảm, căng thẳng vì áp lực công việc. Hiếm có một quốc gia nào mà người dân luôn ý thức về tinh thần trách nhiệm cao trong công việc như Nhật Bản. Họ đặt công việc lên hàng đầu và luôn cho đó là điều ưu tiên số 1. Dường như người Nhật dành tới gần 2/3 thời gian của mình cho công việc. Họ bị xoáy vào guồng quay của công việc và chẳng thể rút ra được. Điều này trở thành một hiện tượng phổ biến trong xã hội Nhật Bản. Những công dân Nhật Bản đang phải làm việc với cường độ quá lớn. Không chỉ đi làm ở công ty, họ còn làm thêm giờ vào ban đêm. Làm việc mệt mỏi quá sức và áp lực căng thẳng chính là nguyên nhân chủ yếu gây nên những ảnh hưởng về tâm lý, tinh thần của người Nhật. Phần nào đó, nó đã lý giải được căn bệnh trầm cảm của những người Nhật. Mặc dù người Nhật luôn ý thức rất rõ về sự nguy hiểm của vấn đề làm việc quá sức, nhưng họ vẫn hàng ngày làm thêm giờ vì sợ bị mất việc. Quá mệt mỏi, những áp lực công việc chồng chất đẩy họ vào một cái hố, muốn thoát ra mà cũng không được. Như chúng ta đã biết, tỷ lệ người tự tử hàng năm do áp lực cuộc sống ở Nhật Bản xếp vào hàng cao nhất trên thế giới. Nó trở thành một vấn đề nhức nhối, cấp bách hơn bao giờ hết, khiến các nhà lãnh đạo phải đau đầu khi tìm cách giải quyết. 2. Dịch vụ bốc hơi. Cũng chính vì áp lực cực lớn trong công việc và xã hội, nên khi gặp những vấn đề không lối thoát trong cuộc sống, nhiều người chọn cách biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Ở Nhật Bản, hiện tượng này đã trở thành một vấn nạn và được gọi tên là Zohatsu. Nếu so sánh với việc thoát khỏi thực tại bằng tự tử khiến cho người thân phải gánh các khoản chi phí dọn dẹp đắt đỏ, Zohatsu có vẻ là giải pháp được nhiều người Nhật muốn biến mất lựa chọn hơn. Tuy nhiên, cả hai vấn nạn này đều phơi bày góc tối và những khía cạnh khắc nghiệt của xã hội Nhật Bản. Thuật ngữ Zohatsu bắt đầu được sử dụng ở Nhật Bản vào thập niên 60 của thế kỷ 20. Chỉ những người quyết định thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc bằng cách biến mất đột ngột thay vì phải chịu đựng các thủ tục ly hôn chính thức. Đến thập niên 90, bong bóng kinh tế vỡ khiến nhiều người làm công ăn lương tại Nhật mất việc và nợ nần chồng chất. Chính vì vậy, Zohatsu cùng với vấn nạn tự vẫn gia tăng đột biến. Tương tự như chủ đề tự tử, Zohatsu cũng là điều cấm kỵ trong các cuộc trò chuyện của người Nhật. Norihiro đang yên ổn làm việc thì bất ngờ bị sa thải. Anh không dám nói thật với gia đình nên ngày ngày vẫn giả vờ đi làm. Buổi sáng, Norihiro thay đồ công sở, hôn tạm biệt vợ rồi lên xe. Anh lái đi vô định, đến tối mới về. Biết không thể nào đánh lừa được mãi, Norihiro lựa chọn biệt mất. Điểm đến của anh là Sanya, góc phố sập sệ trong lòng thủ đô Tokyo. Nó cho phép những kẻ thất bại như anh xóa danh tính và tạm lưu trú. Tuy nhiên, vào năm 1966, khu phố này đã bị chính quyền thủ đô xóa sổ. Nhật Bản là quốc gia đáp ứng mọi yêu cầu. Với khách hàng là đối tượng chán người, muốn lánh đời như là Sukimoto, họ giới thiệu dịch vụ bốc hơi trong đêm. Đúng như tên gọi, dịch vụ này kín đáo giúp khách hàng biến mất lúc đêm tối, không để lại bất cứ dấu vết gì. Từ kẻ trốn nợ cho đến người trốn cuộc sống hôn nhân, trốn bị theo dõi, trốn công việc, học hành, dịch vụ bốc hơi trong đêm của Nhật Bản đều tận tình phục vụ. Họ không bao giờ thắc mắc lý do muốn biến mất của khách hàng, mà chỉ nhanh chóng tìm nơi đến tiềm năng. Đó phải là địa điểm khách hàng của họ có thể mai danh ẩn tích, sống im hơi lặng tiếng đến chán thì thôi. Sau khi đã thỏa thuận về nơi đến, dịch vụ bốc hơi trong đêm tiến hành giúp khách hàng biến mất. Họ dùng xe vận chuyển, lợi dụng lúc đêm tối, lặng lẽ đưa khách hàng rời đi, cùng với toàn bộ những gì người này muốn mang theo. Theo thống kê của Yonikeya TS Corporation, tập đoàn dịch vụ hỗ trợ người bốc hơi với 22 chi nhánh trên khắp Nhật Bản, có đến 20% khách hàng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Đa phần họ là những người vợ bị chồng ngược đãi. Ngay cả chủ tịch của Yonikeya TS Corporation, Miho Saita, 49 tuổi, cũng thế. Cô từng bị chồng đánh đập liên miên, không chịu nổi phải bỏ nhà ra đi, thành lập công ty trong cùng khoảng thời gian với Hattori. 80% Zohatsu còn lại thì mang đủ các thể loại lý do, trong đó nhiều nhất là trốn nợ cờ bạc, tiếp đến là trốn kẻ theo dõi, trốn thực tế bất mãn. Giá thành dịch vụ bốc hơi trong đêm dao động từ 50.000 đến 300.000 yên trên một người, tương đương từ 11 đến 65 triệu đồng Việt Nam. Khách hàng bốc hơi được đảm bảo bí mật thông tin cá nhân và nơi đến trọn đời. Số vụ Zohatsu được báo cáo ít hơn con số thực tế. Theo số liệu thống kê vào năm 2015, Nhật Bản có tổng cộng 82.000 người mất tích, trừ một số ít là nạn nhân của bắt cóc, giết người chưa phát hiện tung tích. Tất cả đều là Zohatsu. Trong số các vụ mất tích, khoảng 23.000 trường hợp mất tích với thời gian dài hơn một tuần và khoảng 4.100 người được tìm thấy là đã tử vong. 3. Phụ nữ thất nghiệp nhiều và phải tìm đến nghề tiếp khách. Pháp luật Nhật Bản quy định rất rõ trong luật pháp về việc đảm bảo quyền bình đẳng giới. Nhưng một thực tế khiến người ta phải ngao ngán khi phụ nữ Nhật ngày càng gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu điều tra của Nhật Bản, có tới 1/3 phụ nữ tốt nghiệp đại học vẫn chưa có việc làm. Cuộc sống mưu sinh và những con mắt coi thường của xã hội đã khiến họ đến một con đường khác, nghề tiếp viên. Tiếp viên là công việc liên quan đến tiếp khách. Công việc chính của các cô gái là ăn mặc đẹp, ngồi ở quầy chờ cánh đàn ông đến, tán tỉnh và trò chuyện mùa vui với họ, nhưng tuyệt đối không có sex. Các ông lớn luôn sẵn sàng bỏ ra một số tiền hậu hĩnh để có một cô gái ngồi bên cạnh mình. Nghề tiếp viên tuy bị coi thường nhưng nó ngày càng trở nên phổ biến và mang lại cho họ một khoản thu nhập khá, giúp ổn định cuộc sống. 4. Nghề phim người lớn. Đã từ lâu, phim khiêu dâm hay phim người lớn, Adult V, gọi tắt là AV, được xem là một trong những đặc trưng khi nhắc đến Nhật Bản. Đất nước này cấm mại dâm nhưng lại hợp thức hóa ngành công nghiệp phim người lớn. Sự phát triển nhanh chóng, lớn mạnh của ngành công nghiệp phim khiêu dâm ở Nhật Bản khiến có người ví von rằng để gặp người quen ở ngoài đường khó hơn cả gặp diễn viên phim người lớn. Theo số liệu thống kê trong năm 2015, số lượng các đầu sản phẩm phim 18+, 21+ của Nhật Bản ước tính vào khoảng 20.000 bản, cộng thêm những sản phẩm trực tuyến hoặc bất hợp pháp khác. Con số những sản phẩm phim người lớn của Nhật Bản lên đến 35.000.
Điều này đồng nghĩa cứ mỗi ngày, đất nước mặt trời mọc lại tung ra 100 sản phẩm phim người lớn. Mỗi tháng, sản xuất khoảng 4.000 bộ phim mới được sản xuất. Chi phí một bộ phim AV của Nhật Bản chỉ bằng một phần nhỏ so với các bộ phim tỷ đô la Mỹ của Hollywood. Trong khi đó, một DVD phim được bán với giá khá cao, khoảng 3.000 đến 4.000 yên Nhật, tức là khoảng 500 đến 700.000 đồng. Phim của Nhật còn được xuất khẩu đi nhiều quốc gia khác trên thế giới, sản lượng gấp từ 5 đến 6 lần phim của Mỹ. Điều đặc biệt nhất của phim người lớn Nhật Bản là việc 100% cảnh tình dục trên phim đều là thật. Vì là làm tình thật nên ngành này quy định cực kỳ ngặt nghèo, cẩn thận trong việc đảm bảo giữ gìn sức khỏe tình dục. Hầu hết các diễn viên phải được kiểm tra sức khỏe toàn diện trước mỗi cảnh quay. Phim AV Nhật Bản không đòi hỏi về diễn xuất mà chỉ yêu cầu cao về ngoại hình và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Thân thể của diễn viên cũng phải nuột nà để khi diễn xuất không phải trang điểm hay là dùng quần áo để che đi những khuyết điểm. Ở Nhật, những rủi ro về bệnh qua đường tình dục cũng là rất thấp vì các diễn viên sẽ phải kiểm tra sức khỏe trước khi đóng phim. Trường hợp nữ diễn viên Ailizama, một biểu tượng gợi cảm thế hệ đầu của Nhật Bản, được phát hiện đã chết trong căn hộ riêng vì HIV/AIDS là trường hợp duy nhất bị phát hiện cho đến thời điểm này. Hiện tại, những người nhận lương cao nhất trong ngành công nghiệp 18 cộng ở thời điểm hiện tại là Yua Mikami hay Shoko Takahashi. Nếu như Yua Mikami nhanh chóng trở thành từ khóa đắt giá và thu hút được rất nhiều sự chú ý, thì Shoko Takahashi từng leo tới vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ngôi sao 18 cộng ăn khách nhất năm 2018. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Yua Mikami còn tiết lộ rằng chỉ riêng số tiền thu được từ bộ phim đầu tiên đã đủ để cô mua lại một căn chung cư hạng 2 ở quận Setagaya, Tokyo, một trong những thành phố có mức sống cao nhất thế giới. Người đẹp Shoko Takahashi thì không tiết lộ quá cụ thể, nhưng cũng bóng gió rằng số tiền cô nhận được không ít hơn 8 con số cho bộ phim đầu tay của mình. Vào tháng 3 năm 2020, làng giải trí Nhật Bản chấn động trước thông tin Yuki Rumina, người đẹp từng giành giải hoa khôi trong cuộc thi của một trường đại học danh tiếng tại Nhật Bản, chuyển sang đóng phim người lớn. Lý do cô đưa ra khiến nhiều người ngỡ ngàng, trả thù bạn trai cũ. Có rất nhiều chỉ trích cho rằng các nhà tuyển dụng đóng phim khiêu dâm đã lừa những cô gái trẻ, trong đó có cả trẻ vị thành niên bằng những lời hứa lăng xê trở thành ngôi sao. Trong một số trường hợp, nhiều cô gái đã bị quyến rũ bởi lối sống xa hoa trước khi bị đưa đi đóng phim đen đến khi trả nợ hết mới thôi. Phía công ty chủ quản đe dọa, uy hiếp họ ký những hợp đồng gian lận. Tổ chức phi lợi nhuận Nhật Bản Lighthouse, chuyên hoạt động để ngăn chặn nạn buôn người, cho biết hơn 60 nữ diễn viên đã cố gắng để thoát khỏi ngành công nghiệp thân xác đã liên lạc với họ trong nửa đầu năm 2016. Con số này cao hơn năm trước rất nhiều. Hầu hết họ là phụ nữ trẻ từ 18 đến 25 tuổi, ít có kiến thức về các hợp đồng pháp lý và gặp khó khăn khi trình bày tại tòa án. Tổ chức quyền con người có trụ sở ở Tokyo đã có báo cáo về hàng loạt thủ đoạn bẩn thỉu do các nhà tuyển dụng áp dụng để trói buộc các nạn nhân. Từ những đe dọa tiền phạt cắt cổ, những hợp đồng mơ hồ cho đến những lời nhắn nhủ rằng họ, những cô gái đã bước chân vào đây sẽ không thể có cơ hội còn tìm thấy một công việc nào khác sau khi đã xuất hiện trên phim khiêu dâm. Những người tuyển mộ công khai xuất hiện tại trường đại học và nhà của nạn nhân để đòi những món tiền phạt khổng lồ từ cha mẹ của cô gái nếu họ dám từ chối làm việc. Để thoát khỏi ám ảnh quá khứ, những diễn viên phim sách đã chọn nhiều phương pháp khác nhau. Có người làm phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi ngoại hình, trong khi những người khác quyết định liên lạc với một tổ chức phi lợi nhuận hoặc là thuê luật sư để ngăn chặn việc phân phối những bộ phim mà mình đã đóng. Đáng tiếc, có nhiều người trong số họ đã treo cổ hoặc tự sát trước khi bắt đầu vụ kiện cáo. 5. Cà phê hầu gái. Khu phố Akihabara ở thủ đô Tokyo được mệnh danh là thiên đường của các món đồ điện tử của Nhật Bản. Chính vì vậy, điểm đến giải trí này thu hút đông đảo giới trẻ, đặc biệt là giới otaku, những người hâm mộ truyện tranh Nhật. Bên cạnh những điểm mua sắm và giải trí thì những quán cà phê hầu gái cũng là một trải nghiệm không nên bỏ lỡ khi đến đây. Cà phê hầu gái là một kiểu nhà hàng theo chủ đề, nhân viên trong quán đều là nữ. Họ mặc trang phục của các cô hầu gái giống hệt trong truyện tranh và gọi khách hàng là ông chủ, bà chủ hay công chúa. Không những vậy, không gian bên trong quán còn gây ấn tượng về bối cảnh như trong những bộ phim anime tách biệt hẳn về thế giới ồn ào bên ngoài. Nói là khách hàng được phục vụ như thượng đế, nhưng Might Cafe là chỗ kinh doanh trong sáng nên cũng có những quy tắc riêng mà khách đến quán cần phải tuân theo. Để bảo vệ các cô hầu gái khỏi các hành vi đi quá giới hạn, các cô gái ở đây hoàn toàn được giấu kín mọi thông tin cá nhân, không dùng tên thật, không chụp ảnh chung cùng khách.
một số nơi bạn có thể chụp hình với họ nếu được sự đồng ý, nhưng sẽ có tính phí. Nói về sự ra đời của Mite Cafe thì đằng sau đó cũng là cả một câu chuyện. Trong xã hội Nhật Bản hiện đại, đời sống của người Nhật vô cùng căng thẳng và áp lực. Nhiều người bị cuốn theo và trở nên bị trầm cảm, căng thẳng quá mức. Cùng với đó là cảm giác cô đơn khiến họ khép kín và không ai chia sẻ bên cạnh. Mite Cafe ra đời để phục vụ nhu cầu muốn giao tiếp, làm bạn của những người đang gặp áp lực công việc. Thông thường, họ sẽ ghé tới đây vào dịp cuối tuần hoặc những thời gian rảnh chỉ để có một giờ đồng hồ để nói chuyện với cô hầu gái và được phục tùng mọi mệnh lệnh như một vị vua. Đối với các cô gái đóng vai hầu gái, đó cũng là một cơ hội để thoát khỏi sự căng thẳng trong công việc thường ngày. Đối với khách du lịch, đây là một trải nghiệm thú vị khi đến Tokyo và là những ký ức đáng nhớ khi về nhà. 6. Nền giáo dục Nhật Bản biến mỗi học sinh trở thành một cỗ máy. Trẻ em Nhật Bản từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên được thừa hưởng một nền giáo dục với những điều lệ vô cùng nghiêm khắc, khiến cho học sinh ở trong trường bị tước đi lòng tự trọng và cái tôi cá nhân. Có những nguyên tắc không chỉ được áp dụng ở trường học mà còn áp dụng ở mọi lúc mọi nơi. Một số luật lệ nghiêm khắc có thể kể đến như không được đi làm thêm, không được phép đi chơi xa nếu không có được sự cho phép của nhà trường, không được ăn ở nơi công cộng, không ai được phép sử dụng điện thoại thông minh, không học sinh nào tiếp xúc với các bạn khác giới. Những quy định khắt khe này được đặt ra nhằm tránh những rắc rối xảy ra trong cuộc sống của trẻ. Nhưng thực tế cho thấy phần lớn những điều này đang chống lại sự tự do cá nhân của học sinh. Một điều đáng lưu ý trong môi trường giáo dục ở Nhật chính là sự trừng phạt thể chất. Nó được áp dụng ở rất nhiều trường học. Học sinh bị hành hạ vì áp lực thi cử và sức cạnh tranh khốc liệt trong cuộc chiến đầu vào, ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội, giao tiếp của học sinh. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng như vậy thì các em học sinh sẽ mất dần lòng tự trọng và bắt đầu có những ý định điên rồ như tự tử. 7. Người già phải chết trong cô độc. Nhật Bản là quốc gia đang chịu cảnh già hóa dân số. Cứ 5 người lại có một người ngoài 60 tuổi. Nhưng vấn đề ở đây là họ đã cao tuổi nhưng hầu hết đều không có người thân thích chăm sóc. Thậm chí, có rất nhiều người già đã phải chết trong cô độc. Theo thống kê, mỗi năm có hàng ngàn ca người già chết trong sự cô độc. Và hiện tượng này không hề có xu hướng đi xuống mà ngày càng trở nên phổ biến hơn. Ở Nhật, còn có các công ty chuyên làm công việc dọn dẹp ngôi nhà của những người già bị chết trong cô đơn. 8. Nghề làm sumo đầy ác độc. Đi ngược lại với mọi môn thể thao thịnh hành ở Nhật Bản hiện đại, sumo vẫn duy trì và phát huy rất nhiều giá trị truyền thống. Luật thi đấu được thiết lập từ thế kỷ thứ 8 đến nay vẫn không có nhiều thay đổi và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai. Những người phương Tây đến Nhật Bản chứng kiến vẻ đẹp của sumo cũng phải thừa nhận, môn võ này dường như có khả năng đóng băng thời gian trong hành trình phát triển của nó. Giống như những samurai phải phục vụ chủ nhân của mình cho đến chết, một võ sĩ sumo không bao giờ được phép rời lữ quán đã đào tạo anh ta thành tài. Trong sumo không có khái niệm chuyển nhượng hay cho mượn vận động viên, vì mỗi đô vật chỉ thuộc về một lữ quán duy nhất cho đến ngày anh ta giải nghệ. Họ phải tuân theo một chế độ tập luyện kham khổ ở những nơi đầy rẫy tình trạng cá lớn nuốt cá bé và phân biệt đẳng cấp. Hủ tục nghiêm cấm phụ nữ bước vào trong nhà thi đấu sumo cho đến nay vẫn được duy trì ở những trận đấu chuyên nghiệp. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump là người hiếm hoi được đặc cách đến xem trực tiếp một trận sumo khi đến thăm Nhật Bản vài năm trước. Mặt trái của nó là mới đây, một thị trưởng đã suýt chết vì lên cơn đau tim giữa một trận sumo. Thay vì sơ cứu tại chỗ, mọi người phải cáng ông ra tận bên ngoài sảnh để y tá kịp thời can thiệp. Đám đông thường nhìn vào mức thu nhập lên đến cả 100 triệu yên của một võ sĩ sumo hàng đầu và nghĩ đây là một công việc trong mơ. Thực chất thì hoàn toàn ngược lại. Ngoài việc được lữ quán bao cấp ăn ở từ bé đến lớn, 97% các võ sĩ sumo không được trả một đồng lương nào cả. Họ không có quyền thắc mắc với chủ lữ quán, vốn thường là những vận động viên chuyên nghiệp đã về hưu. Nếu muốn thoát khỏi tình cảnh nghèo khó, cách tốt nhất là trở thành võ sĩ nổi danh. Cái giá để trở thành một võ sĩ sumo có mức thu nhập chấp nhận được là những năm tháng khó khăn thời niên thiếu. Họ phải rửa bát, quét nhà tại lữ quán, phục vụ những người đàn anh lớn tuổi hơn trong từng hoạt động mỗi ngày. Thế giới của một vận động viên sumo trẻ nằm gói gọn trong 4 bức tường. Họ gần như chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Việc học lấy bằng lái xe bị cấm, điện thoại và bạn gái cũng là chuyện cấm kỵ chừng nào họ chưa trở thành vận động viên hàng đầu. Không tiền bạc, không bạn bè, nhiều người trong số đó trở thành tội phạm vì những hành vi vi phạm pháp luật. Vài năm trước, một võ sĩ sumo phải cúi đầu xin lỗi trước truyền thông vì hành vi bạo lực.
Anh này thừa nhận mình đã hành hung một đồng nghiệp trẻ khác chỉ vì một xích mích nhỏ. Không lâu sau đó, một võ sĩ sumo khác sổ khám vì tội đánh người nơi công cộng. Trước tòa, anh thừa nhận mình đã nổi nóng với một phụ nữ tới mức đánh chị ta đến bất tỉnh nhân sự. 9. Nhà vệ sinh có âm thanh để che giấu việc cá nhân của bạn. Phần lớn các nhà vệ sinh công cộng mà bạn có thể thấy ở hầu hết các thành phố lớn ở Nhật Bản không chỉ được trang bị chức năng chậu rửa vệ sinh tiện lợi, đôi khi thậm chí có cả điều khiển nhiệt độ hoặc là độ mạnh của nước, mà có cả hệ thống phát ra nhạc hoặc là âm thanh dòng nước. Vì vậy, nếu bạn muốn thư giãn, cũng như không muốn người khác nghe thấy những âm thanh khi bạn đi vệ sinh, hãy ấn vào nút có hình nốt nhạc ở trong nhà vệ sinh nhé. 10. Quán cà phê ngủ và ôm. Có thể bạn chưa biết, ở Nhật Bản có cả quán cà phê cho phép khách hàng nam đến ngủ cùng với một cô gái. Tuy nhiên, họ chỉ đơn giản là đến và ngủ, tuyệt đối không có quan hệ. Mục đích của loại hình kinh doanh này là nhằm cung cấp cho khách hàng những giấc ngủ thoải mái khi được ôm ấp một ai đó. Ngoài ra, nơi này còn có một số dịch vụ đi kèm hết sức thú vị như nhìn vào mắt trong 1 phút, vuốt tóc cô gái trong 3 phút, dịch vụ cà phê ngủ và ôm thường được tìm thấy nhiều nhất ở Akihabara. 11. Húp mì phát ra tiếng khi ăn. Việc tạo ra tiếng húp mì xì sụp khi ăn không phải là điều kinh kỵ ở Nhật Bản. Ngược lại, các đầu bếp sẽ thấy rất vui nếu bạn làm điều ấy. Việc húp mì xì sụp là hành động gián tiếp để khen ngợi đầu bếp đã làm ra một món ăn ngon. Do đó, du khách đừng ngần ngại khi thể hiện lời khen bằng cách húp mì nhé. Đối với người bản địa, đây là một trong những điều kỳ lạ và tuyệt vời nhất ở Nhật Bản. 12. Ăn KFC vào đêm Giáng sinh. Có thể bạn chưa biết, người dân Nhật Bản có truyền thống đi ăn gà rán KFC vào mỗi dịp Giáng sinh. Đây đã trở thành một trong những điều kỳ lạ và tuyệt vời nhất ở Nhật Bản nói chung và người dân bản địa nói riêng. Thói quen này được hình thành vào năm 1970. Đây là thời điểm mà các hãng đồ ăn nhanh này bắt đầu chiến dịch marketing gà rán cho Giáng sinh tại Nhật Bản. Đến năm 1974, KFC lại tung ra tiếp chiến dịch quảng cáo lớn hơn mang tên Kirisumasu Niwa Kentucky, tức là Kentucky for Christmas, và được người dân Nhật Bản hưởng ứng. Thành công của chiến dịch này là mang đến sự nổi tiếng và độ nhận diện phổ biến cho nhãn hàng. Từ đó, việc ăn gà rán KFC đã trở thành thói quen ăn uống vào mỗi dịp Giáng sinh. Thậm chí, người dân Nhật Bản còn phải đặt chỗ trước 2 tháng vào dịp Giáng sinh nếu muốn thưởng thức một món ăn theo đúng truyền thống. 13. Máy bán tự động. Nếu ai hỏi rằng một trong những điều kỳ lạ và tuyệt vời nhất Nhật Bản khi đi du lịch là gì, thì hầu hết du khách sẽ trả lời là máy bán tự động. Hình thức máy bán tự động dường như là một trong những nét đặc trưng của Nhật Bản hiện đại mà bạn dễ dàng tìm thấy tại các nhà ga tàu điện ngầm hay trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, điểm tập trung đông người. 14. Giấu ngón tay cái của bạn khi gặp xe tăng. Không ngoa khi nói đây là một trong những điều kỳ lạ và tuyệt vời nhất Nhật Bản. Nếu bạn gặp một chiếc xe tăng đi ngang qua thì hãy lập tức giấu ngón tay cái của mình đi ngay. Theo quan điểm của người Nhật, ngón tay cái được cho là ngón tay mẹ của bàn tay. Nếu bạn để lộ ngón tay khi gặp xe tăng, người ta cho rằng cha mẹ của bạn sẽ gặp chuyện không may sau đó. 15. Dép đi trong nhà vệ sinh. Người Nhật ưa sạch sẽ và kỹ tính, do đó họ giữ gìn vệ sinh ở mọi nơi, đặc biệt là nhà vệ sinh. Nếu đến thăm một gia đình Nhật Bản, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những chiếc dép được sử dụng trong nhà vệ sinh. Bạn phải sử dụng chúng thay vì đi chân đất vào. Và sau khi sử dụng xong, hãy để dép vào vị trí ngay ngắn như ban đầu nhé. Đây được xem là một trong những điều kỳ lạ và tuyệt vời nhất Nhật Bản. Nhật Bản luôn là một điểm đến hấp dẫn, đầy bí ẩn với những nét văn hóa đặc trưng và những câu chuyện kỳ lạ. Qua 15 sự thật về Nhật Bản, chúng ta đã khám phá những khía cạnh độc đáo của quốc gia này. Những điều này càng làm tăng thêm sự hấp dẫn và kỳ diệu của một đất nước văn minh như Nhật Bản.